Góc này thì Kha'Zix đang muốn có một pha hạ gục thành công đối phương, nhưng Qiyana trong tay của Tạc Giang tới với thế giới bùng nổ. Và double kill, triple kill, quadra kill dành cho Tạc Giang, penta kill dành cho người đi rừng đến từ Lining eSports. Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sama. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đến với xếp hạng đơn của máy chủ châu Âu với Tạc Giang đi rừng cùng với một con Qiyana. Bắt đầu đổ bộ sang máy chủ EU đến từ các player của chung kết thế giới rồi. Tạc Giang không hạ gục thành công đối phương, cú dịch chuyển đến từ Doggo. Doggo là người chơi xạ thủ của Beyond Gaming, đội tuyển đến từ của PCS, người hàng xóm của chúng ta đó. Hôm nay chúng ta đi trên một con Mundo. Team của Tạc Giang thì có thêm Katarina đi rừng. À, chính xác là Katarina ở ba đều ở thời điểm hiện tại, chưa có quá nhiều những cái tín hiệu ganh đến từ Tạc Giang. Mới phút thứ 5 mà thôi, và dù sao thì Qiyana cũng là một cái con bài mà bạn cần phải có cấp độ. Di chuyển ngược hướng lên cánh trên đến từ Sylas và phần nào đó giúp cho Doggo lùi về an toàn. Cánh dưới chuẩn bị có đánh nhau khi mà rất nhiều sát thương được Ezreal tung ra nhắm vào Brand. Bóc này thì trừng phạt thành công đến từ Kha'Zix, nhảy đi nhưng có chạy ra không này không. Nguyên tố nước, nguyên tố băng, và đó là điểm hạ gục với cú làm choáng đến từ Tạc Giang. 3-1 đến từ một con Katarina ở team của Tạc Giang. Khá là xanh. Chứ một con Katarina mà có mạng sớm thì nó cũng sẽ rất là nguy hiểm. Tạc Giang vừa kiến tạo cho đồng đội của mình một mạng ở khu vực sông khi mà anh ta phát hiện ra tình huống ăn rồng lén đến từ Kha'Zix. Cánh trên thì vẫn đang là sức ép đến từ Doggo với một con Mundo so với lại Darius của đối phương. Darius cầm tốc biến và tăng tốc, nhưng anh ta vẫn đang bị gây một cái sức ép rất là lớn. Chưa có đủ giảm hồi máu. Ăn cắp chiêu cuối đến từ Sylas nhắm vào Qiyana trong tay của Tạc Giang. Trả sát thương khá gắt, cánh trên có solo kill. Doggo rất đơn giản với pha solo kill vừa rồi. 6 trước đến từ Doggo và băng trụ với chiều cuối của một con Mundo. Cuồng nhân xứ rau đúng không? Năm 4 ở thời điểm hiện tại dành cho team của Tạc Giang. Con Kata vẫn đang rất xanh nhưng cánh trên thì đang thua thiệt khá là nhiều. Qiyana trong tay của Tạc Giang sẽ hướng lên trang bị huyền thoại gì đây? Có thể sẽ là một cái móng đá muội. trang bị khá là quen thuộc với lại một con Qiyana. Nhưng mà thường thấy thì những người chơi Qiyana ở danh xếp hạng đơn cao ấy thì họ sẽ thích lên cho mình sớm một cái kiếm âm mưu để gia tăng khả năng kiểm soát. Đấy cũng có thể sẽ là lựa chọn đến từ Tạc Giang với một con Qiyana đi rừng. Website là được cho mượn á, được cho PSG mượn để bởi vì là Unify gặp vấn đề về visa. Đây là có thế giới bùng nổ đến từ Qiyana, làm choáng nó trúng vào Qiyana trong tay của Tạc Giang chứ không phải là Katarina, và đó là hai mạng tiếp theo dành cho team của Tạc Giang, mỗi người một mạng, đó là Qiyana cũng như là Katarina. Còn ở cánh trên thôi xong rồi, Darius này đúng là quá khổ sở. Hai game thủ chuyên nghiệp của chúng ta vẫn đang gánh đội khá là tốt. Cánh dưới có giao tranh 1 đối 1, Qiyana trong tay của Tạc Giang hướng lên cánh trên solo. Liệu đây có phải là điểm solo kill hay không đây? Nhặt thanh máu ngược trở lại từ Doggo, nhưng anh ta khả năng cao sẽ phải lên bảng. Rất khó chịu với nguyên tố cỏ đến từ vị trí của Tạc Giang. Điểm hạ gục thứ 3 dành cho người đi rừng bên phía của Lightning. Ui, quy hụt đến từ Ezreal rồi. Quy hụt thì thua thôi chứ sao nữa. Khá là khôn khéo từ Miss Fortune, đứng sau một con lính và khiến cho Harry Potter chúng ta không thể có được một pha phát bắn thân bí định hướng thành công. Và đây là pha Zyra đi lạc rồi, sát thương là rất lớn với việc cô lập đến từ Kha'Zix, và Zyra đã phải mất cho mình tốc biến. Kata bị làm choáng, bị xích. Thôi rồi, sát thương Kata có thể lên bảng điểm số trong tình huống này. Nhưng trước khi lên bảng điểm số thì Katarina có mạng đổi ngược trở lại khi mà Brand là người nằm lại. Một con Kata rất say và cái lượng sát thương gây ra ở trong một cái thời điểm thoáng chốc là cực kỳ lớn đến từ đường giữa bên phía của team Tạc Giang. Mặc dù anh ta phải lên bảng điểm số nhưng vẫn là 1 đối 1. Tính ra là một pha 1 chấp 3 và có được một mạng. Tiếp cận rất nhanh đến từ Qiyana trong tay của Tạc Giang ở pha thi đấu vừa rồi, nhưng có vẻ như là sát thương của anh ta sẽ là không đủ khi chưa hồi lại cho mình thế giới bùng nổ. Ui, tốc biến không có cú làm choáng từ Tạc Giang, hơi đáng tiếc trong pha thi đấu vừa rồi khi mà anh ta không có nguyên tố để có thể giữ chân đối phương. Bị làm choáng ngược trở lại bởi Brand, vẫn đang cố gắng truy đuổi nguyên tố để có thể tăng khả năng tiếp cận. Đó là nguyên tố cỏ để gia tăng thêm một chút khả năng tiếp cận với việc là tàng hình. Nhưng cũng không có được một pha mà có thể ám toán thành công được vị trí hỗ trợ của đối phương. Nhưng Brand di chuyển hơi hớ hênh và anh ta phải lên bảng với điểm hạ gục dành cho Harry Potter. Phù thủy của chúng ta vẫn đang làm việc khá là hiệu quả ở cánh dưới. Mặc dù vừa bị solo kill bởi Miss Fortune nhưng mà cũng đã ăn được một mạng khi mà Brand đi lạc. MF có thể gặp nguy hiểm nha. Zyra đang tiếp cận. Có Zyra ăn 2 mạng. Và anh ta đang muốn hướng lên cho mình có thể sẽ là một cái mặt đạn luôn. Đã có giày pháp sư rồi, rất xanh đến từ Zyra ở team của Tạc Giang. Bên kia thì cũng sẽ là mặt nạ đến từ Brand mà thôi. Cái mặt nạ thống khổ Lion Ride sẽ được update đến từ cả hai hỗ trợ của chúng ta. Nhưng đây là một pha mà nhất kích tất sắc rất nhanh đến từ thế giới bùng nổ của Tạc Giang. Điểm hạ gục thứ 4 dành cho jungle của Lightning. Dịch chuyển ngược hướng sửa xuống nhưng mà rất nhanh với pha dứt điểm đến từ Tạc Giang. 2 mạng dành cho người đi rừng của team 1. Và tín hiệu dịch chuyển xuống gần như là vô nghĩa đến từ vị trí của Sylas. Thậm chí là anh ta cần phải kêu gọi thêm một cái tín hiệu dịch chuyển nữa đến từ Doggo để có thể bảo vệ tính mạng của bản thân mình. rất là dành cho team của Tạc Giang trong pha đổi trác vừa rồi. Không mất gì cả, đối phương thì mất đôi mạng, mất thêm 2 cái tele nữa. Bây giờ Doggo bắt buộc phải ở đây để có thể phòng ngự. Cánh trên thì Darius sẽ được thả farm trong một khoảng thời gian ngắn nhỏ gì đó. Đã hoàn thành xong cho mình trong vị huyền thoại đến từ Doggo rồi, rất xanh. Với khiên Thái Dương đã update rất là sớm đến từ người chơi đường trên của team 2, nhưng ta đang bị dồn sát thương. Lượng giảm thời gian, chính xác hơn là lượng giảm hồi máu là không quá nhiều, nhưng vẫn là điểm hạ gục với tiêu đốt. Darius cân được không đây? Không được rồi, cân đường rồi. 3Q1. Một con Darius 03 trước đó thì cũng không có cách để cho người chơi đường trên team của Tạc Giang có thể thoát thân. 2 người chơi đường trên đều phải lên bảng điểm số. Tạc Giang đứng dình. Ở thời điểm hiện tại thì cả Tạc Giang và Katarina đều đang rất là xanh. Một con Kata xanh và một con Qiyana xanh, nó sẽ khiến cho những cái tình huống mà nhất kích tất sát đến từ team 1 là cực kỳ khủng khiếp. Ông sẽ thử thần được tung ra, ngay lập tức phải lùi về đến từ 2 thành viên của team 2. Thế giới bùng nổ đá hồi đến từ Qiyana. Và nếu như mà trồng được 2 cung chiêu cuối này vào thì nó sẽ là một cái lượng sát thương gây ra ở trong một cái khoảng thời điểm cực kỳ lớn đến từ bộ đôi của team 1. Xích không thành công rồi, Qiyana tiếp cận thành công. Và đó là điểm hạ gục thứ 6 dành cho Tạc Giang ở trong trận đấu này. Bắt đầu đến khoảng thời gian mà Tạc Giang cũng như là Katarina sẽ đi săn những cái con mồi rất là ngon ăn. Team bên kia thì ngoại trừ Mundo ra thì tất cả các vị trí còn lại đều rất là thấp máu, rất là dày máu thì đúng hơn. Sylas mặc dù có giảm hồi máu nhưng khả năng sốc sát thương, tôi đang muốn nói đến khả năng sốc sát thương đến từ team 1 là cực kỳ khủng khiếp. MF, Brand, Kha'Zix đều là những chất tướng rất là mỏng manh. Brand đang đi sau Qiyana. Như Tạc Giang anh ta bị phát hiện rồi, đang ping thẳng vào cái bụi đến từ team 2. Và Doggo đang là người trong tầm ngắm đến từ Kata và Qiyana. 2 đánh 2, thế giới bùng nổ tung ra ngay lập tức áp sát và đó có thể là điểm hạ gục nhưng không. Phản công rất nhanh với bão đạn đến từ team 2 và Brand. Ui, nhá logo hơi sớm đến từ Brand và anh ta phải nằm xuống với cung ánh sáng tầm xa đến từ Ezreal. 16-12. Trận đấu chào sân đến từ Tạc Giang ở danh châu Âu có vẻ như là khá là dữ dội chứ, khá là cân. Chênh lệch chỉ là 1.000 thôi. Tạc Giang đang rất xanh của một con Kata nhảy đi đến từ Ezreal với di chuyển cổ học sau khi bị tiếp cận bởi cú nhảy từ Kha'Zix. Sát thương đến từ Kha'Zix ở thời điểm hiện tại cũng là tương đối lớn nha. Anh ta đã hoàn thành xong cho mình giả kiếm rồi, nhưng nhìn sang đồ của Tạc Giang là 2 món sát lực khá là giống như mình nghĩ. Đó là kiếm bơ bu được lên trước, sau đó sẽ là móng vuốt hắc ám, chính xác là móng vuốt ám muội, để gia tăng khả năng tiếp cận và dồn sát thương đến từ một con Qiyana. Mà chém Nasus không đủ sát thương làm choáng thành công đến từ Brand. Hiện tại có đủ đam hay không đây? Câu trả lời là không. Mặt nạ vẫn đang đốt rất khó chịu và Kha'Zix. Wow, double kill trước mặt thôi, double kill free đến từ Kha'Zix. Tốc biến dứt điểm và Zyra cũng sẽ là mạng phải nằm xuống đến từ bên phía của team 1. Nhưng ở đây là một pha tả xương hữu độ đến từ Katarina. Bông xe tử thần được bung ra, muốn có mạng thứ 2 nhưng không được. Tạc Giang sẽ làm nốt phần việc mà Taka Katarina đang giang dở. 3 đối 3. Darius, Kata và Zyra là 2 người lên bảng điểm số từ team của Tạc Giang. Trong khi đó thì Kha'Zix, Sylas và Brand là những người nằm xuống bên phía của team Doggo. Điểm đấu vẫn đang rất căng. Chênh lệch tiền không nhiều đâu nha. Chênh lệch tiền chỉ khoảng tầm 2 lốp dành cho team của Tạc Giang mà thôi. Cánh dưới thì Mundo vẫn đang cố gắng đẩy. Darius và Zyra đang hướng xuống để có thể phòng ngự. À, nhắc các bạn một chút là tối từ ngày hôm nay thì tôi sẽ cố gắng livestream ở trên kênh YouTube của Hoàng Sama ở lúc khoảng tầm 10 giờ để săn các player đến từ chung kết thế giới cho mọi người. Faker, Faker củng nha, mọi người nhớ đón xem. Quay trở lại ván đấu khi mà tiếp tục là bóng sen tử thần được ngắt rất nhanh với cú làm choáng đến từ vị trí của Brand, nhưng Kata vẫn sâu với cú double kill. Và đây là pha dồn sát thương đến từ Qiyana trong tay của Tạc Giang. Đồ Vương hồi lại một chút máu nhưng sát thương dồn là quá lớn. Như tôi đã nói thì lượng sát thương sốc đến từ Tạc Giang với một con Qiyana nó là cực kỳ đột biến. Nó sẽ khiến cho con Sylas nó sẽ không thể hồi máu kịp được. Zyra gặp nguy hiểm với cú quy vừa rồi đến từ vị trí của Miss Fortune, nhưng anh ta không phải lấy bảng điểm số. Ezreal rất tự tin nhưng anh ta bị cô lập. Ôi, dại rồi bạn ơi. Sao bạn lại dịch chuyển của học thẳng vào người một con Kha'Zix vậy? Điểm hạ gục rất đơn giản với các Kha'Zix trong pha thi đấu vừa rồi. Pha chơi hơi dại một chút đến từ Ezreal. Dịch chuyển xuống, tránh cướp dòng với cái độ Qiyana trong tay của Tạc Giang đang ở khá xa. Và đây sẽ là dòng dành cho team 2. 2 dòng so với 1. Chơi hơi dại đến từ Ezreal và anh ta khiến cho đội của mình mất dòng. Không có xạ thủ nữa, đồng nghĩa với việc là không đánh nhau. Tạc Giang quyết định là bỏ luôn. Anh ta bỏ luôn trong pha thi đấu vừa rồi. Nào, vẫn là tiếp cận. Qiyana đang khá xanh và cái lượng sát thương đến từ Tạc Giang ở thời điểm hiện tại cũng là tương đối lớn nha. Đặc biệt team kia thì như mình đã nói, ngoại trừ Dr. Mundo ra thì những cái mục tiêu như Kha'Zix, như Miss Fortune này, thậm chí cả Brand nữa đều là mục tiêu rất là dày. Sylas thì cũng sẽ không hồi máu kịp. ITL hashtag tiếp cận thành công, Brand bị sốc sát thương và anh ta phải nằm xuống. Rất nhanh với khả năng tiếp cận cũng như là dồn đam đến từ một con Kata. Bông xe tử thần cũng sẽ không đủ đà. Cánh trên thì có pha Ezreal hạ gục thành công Brand. Doggo rất trâu khi mà anh ta thậm chí là bỏ qua sát thương đến từ trụ luôn. Qiyana trong tay của Tạc Giang không đủ đà. Chói không trúng đến từ Zyra và anh ta mất chói, đồng nghĩa với gặp nguy hiểm. Chiều cuối cũng đã phải mất đi rồi. Kha'Zix đang cố gắng dồn sát thương, bị làm chậm rất khó chịu nhưng vẫn là điểm hạ gục dành cho vị trí của Kha'Zix trước khi phải lên bảng điểm số. Còn Tạc Giang thì đang muốn săn. Anh ta đang muốn đi săn ở đây. Chiều cuối không thể trả ngược trở lại từ vị trí của Sylas khi mà anh ta không kịp tung ra với khả năng dồn đam với từ Tạc Giang. Và điểm hạ gục thứ 9 dành cho người đi rừng bên phía của Lightning. Ezreal hạ gục Miss Fortune. Cánh trên có một pha tấn công. Kha'Zix tấn công vào Darius bật tốc hành. Ui, nhưng dồn đam nhiều quá. Liên tục là những pha vây bắt đến từ cả hai đội. Cánh dưới thì là một pha mà Doggo anh ta bị vây bắt bởi Katarina và Tạc Giang, nhưng vẫn có một pha 1-1. Nhưng cánh trên thì là ngược lại, Darius không thể đổi được bất cứ một cái mạng nào cả khi mà cái khả năng dồn sát thương đến từ Kha'Zix cũng như là Brand là rất lớn với lượng sát thương hỗn hợp. Kata vẫn đang tương đối xanh ở trong cái ván đấu này. Sau một cái lời hashtag thì anh ta đã hoàn thiện cho mình thêm một cái Lining eSports rồi. Còn với Qiyana trong tay của Tạc Giang thì là một cái kiếm Ayumu để anh ta gia tăng thêm cái độ cơ động và khả năng di chuyển. Áp sát thành công nhưng làm choáng rất khó chịu. Kata đang muốn đổi mạng với đối phương nhưng không được. Lần này thì anh ta không đủ sát thương. Lần này thì anh ta không đủ đam để hạ gục bất cứ ai cả. Và Brand một châm máu lùi về thành công. Dồn sát thương đến từ Qiyana trong tay của Tạc Giang. Nhưng anh ta quyết định là không bung chiêu cuối trong pha thi đấu vừa rồi khi đối phương đã sử dụng nhảy. 21 phút đồng hồ trôi qua. Check lại về tiền là khoảng tầm 3.500 dành cho team của Tạc Giang. Không quá nhiều. 2 dòng hơn dành cho team của Doggo. Doggo đang khá trâu ở thời điểm hiện tại với một con Dr. Mundo đã hoàn thành thêm cho mình một cái giáp tâm linh. Và anh ta đang hướng lên cho mình có thể sẽ là một cái thủ thượng thạch giáp ở đồ 3. Cực kỳ trâu bò. Bị dính dồn sát thương. Thêm những lượng hiệu ứng đến từ Zyra và cú hất tung nữa. Và đủ đam ngay không đây. Tạc Giang tốc biến bỏ chạy nhưng vẫn dính cho mình một cái dao phanh nhiễm khuẩn. Nằm xuống ngay lập tức nhưng máy chém Naxxus đoạt mạng thành công được vị trí của Dr. Mundo. Bão đạn tung ra thổi bay màu luôn con Darius. 3 mạng hạ gục dành cho team của Doggo. Mặc dù anh ta cùng với Sylas là hai người nằm xuống. Ui, MF một chấm máu. Đến kịp hồi máu nhưng đó là di chuyển của học cũng như là pha bắn thần bí chuẩn xác đến từ Ezreal. đấu bắt đầu được đẩy lên cao trào rồi. Liên tục là những cái tình huống vây bắt đến từ cả hai đội. Và đây sẽ là con rồng 3 để có thể chạm ngưỡng 3 rồng cực kỳ gần với một cái linh hồn rồng đất dành cho team của Doggo. Mundo mà linh hồn rồng đất thì tôi đang không hiểu là nó chết kiểu gì các bạn ạ. Sát thương là khá lớn từ Zyra nha, mặc dù là anh ta không có cú chói thành công. Nếu có chói thành công thì tôi tin đã sẽ là một cái tình huống solo kill rồi ạ. Quỷ thư Morello đến từ Zyra. Hai hỗ trợ đang lên full down. Rõ ràng là Brand với Zyra những cái chất tướng bạn cần phải bổ sung lượng sát thương với đội của mình. Kiếm âm mưu đang giúp cho cái khả năng kiểm soát tầm nhìn đến từ một con Qiyana của Tạc Giang được đẩy lên tương đối cao và anh ta đang liên tục di chuyển cùng với Zyra để có thể kiểm soát lượng tầm nhìn. Tàng hình đến từ Tạc Giang phát hiện ra vị trí đứng của Kha'Zix và anh ta dồn sát thương rất nhanh cùng với lại Katarina. Mất rừng. Đây sẽ là tín hiệu và Baron đến từ team của Tạc Giang. Ping rồi. Cánh dưới sẽ là Doggo cùng với lại Darius cũng phá tay đồi. Ở thời điểm hiện tại tôi tin chắc là Doggo vẫn sẽ thắng mà thôi. Darius rất khó để có thể thắng lại. Dao phay hụt rồi. Cánh trên thì đang có một pha xả bão đạn nhưng vẫn mất Baron đến từ team của Doggo. Họ mất thêm một người nữa, đó là vị trí của Brand. Rất tai hại đến từ Kha'Zix. Tạc Giang rất quái. Nhưng mà anh ta nhận thấy tín hiệu di chuyển lạc của đối phương và ngay lập tức trừng phạt với một pha hạ gục thành công được Kha'Zix. Và sau đó là Baron thành công dành cho team của mình. Doggo đang đi đâu này? Đang đi một đường rất xa. Một đường dưới đang có một pha đứng rình. Sylas xích xích không trúng ai cả, ăn cắp chiêu cuối từ Zyra. Góc này thì Kata tay đôi với Dr. Mundo. Có thêm sự hỗ trợ đến từ Qiyana. Đóng đồng hồ câu giờ. Bật kiếm Mayubu tiếp cận và đó là điểm hạ gục thứ 12 dành cho Tạc Giang. Góc này thì Kha'Zix đang muốn có một pha hạ gục thành công đối phương. Nhưng Qiyana trong tay của Tạc Giang tới với thế giới bùng nổ. Và double kill, triple kill, quadra kill dành cho Tạc Giang. Penta kill dành cho người đi rừng đến từ Lining eSports. Quá mãn nhãn quý vị. Quét sạch dành cho team của Tạc Giang với một cú penta kill đến từ người đi rừng của họ. Khi mà Doggo người khỏe nhất đến từ bên phía của team 2 đã phải lên bảng điểm số thì dễ dàng khi mà Tạc Giang anh ta có quá nhiều sát thương và cú thế giới bùng nổ của anh ta là rất đẹp mắt. Xem lại tí nhé mọi người. Trước đó là mạng của Dr. Mundo và sau đó thế giới bùng nổ đẩy 3 người vào tường với cú làm choáng. Rất mãn nhãn đến từ Tạc Giang với cú pentakill vừa rồi của anh chàng này. Màn chào sân rất ấn tượng đến từ người rừng bên phía của Lightning. Điều này đồng nghĩa với việc là cái khả năng kiểm soát bản đồ ở thời điểm hiện tại đến từ Tạc Giang cũng như đồng đội là nhỉnh hơn rất nhiều so với lại đối phương đang muốn có một pha nhân kích tất sát. Thế giới bùng nổ không đủ sát thương khi nó không đẩy thành công được vị trí của Miss Fortune vào tường. Đây sẽ là pha bọc hậu từ Tạc Giang nhưng anh ta đang bị vây bởi 3 thành viên của đối phương. Kha'Zix làm chậm rất khó chịu. Tạc Giang anh ta sử dụng liên tục nguyên tố cỏ để có thể cố gắng câu giờ nhưng không câu được. Sylas với điểm hạ gục shutdown. thế rồi bùng nổ ăn cắp đến từ Sylas, quay lại trả đòn. 3 mạng thành công, làm choáng tới từ Brand, giao khoai nhiễn phẩm làm chậm. Và đây sẽ là điểm hạ gục thứ tư dành cho team 2. Hơi troll đến từ team của Tarzan. Cú troll game nhẹ nhẹ đến từ team của Tarzan khi mà họ vừa chết 4 mạng nhưng không. Ngay lập tức gỡ lại một mạng đến từ Ezreal. Với lượng máu này thì tôi tin rằng Ezreal sẽ thắng Kha'Zix nếu như Kha'Zix cố gắng lao vào và ám toán đối phương. Khu vực đứng giữa thì bắt buộc phải có một người về phòng ngự khi mà lính tràn vào trụ bảo vệ. Chính xác hơn là tràn vào nhà lính này. Người về là Miss Fortune. MF trận này cũng không quá sạch xa, chỉ có được cho mình 2 đồ rưỡi mà thôi. Sau một cái dạ kiếm anh ta đang hướng lên cho mình thêm một cái chừng thương nữa, chừng thương phụ hận nữa. Cùng ánh sáng bung ra, cướp được dòng hay không đây? Câu trả lời sẽ là không khi mà trừng phạt thành công đến từ Kha'Zix. Qiyana của Tạc Giang đáng ping rất nhiều, di chuyển cực nhanh với dây cơ động vừa lên, làm chậm khó chịu đến từ MF với mưa đạn. Bị làm chậm rồi, không còn nội tại đến từ dây cơ động nữa. Tạc Giang anh ta bắt buộc phải bỏ đi cái ý định trả thù. Hơi cay cú đến từ Tạc Giang khi mà anh ta vừa phải lên bảng. 3931 rồi, ưu thế vẫn đang thuộc về team của Tạc Giang với lượng tiền là khoảng 3.000. Nhưng mà tính ra thì cái bù lợi Baron mà họ tận dụng nó không thực sự là tối ưu, mà trong khi đó đối phương đã có được cho mình linh hồn dập đất rồi, một con Doctor Mundo linh hồn dập đất các bạn. Siêu trâu. Bóng đạn tung ra, Darius gặp nguy hiểm, bắt buộc mất tốc hành. Tốc biến sử dụng chiều cuối, rất nhiều sát thương đến từ Brand. Chiều cuối đến từ Zyra để có thể ngăn bước tiến đến từ 5 thành viên bên phía của team 2. Nhưng vừa rồi là một cú R rất chất lượng đến từ Brand, đẩy lui, gọi là thổi bay hoàn toàn đội hình bên phía của team 1. Rất may là không có những cái lượng hiệu ứng trồng vào khi mà khoảng cách là tương đối xa. Nếu như không thì tôi tin rằng nó có hơn 2 mạng dành cho team 2 rồi. Còn Brand đã hoàn thành thêm cho mình một cái đồng hồ cát, tránh việc là anh ta bị dồn sát thương và bị sốc sát thương bởi một con Qiyana cũng như là một con Katarina của đối phương. Sẽ là điểm hạ gục solo kill rất đơn giản khi mà bị thọc sườn đến từ MF. Thế giới bùng nổ làm choáng một người. Brand đóng đồng hồ câu giờ, tỉnh đồng hồ dính cung ánh sáng lên bảng điểm số rất nhanh. Darius tốc biến bỏ chạy, Dr. Mundo rất trâu ở cánh trái. Bão đạn, chính xác hơn đó là một pha bóng xén tử thần đến từ vị trí của Katarina, ngay lập tức có mạng hạ gục. Nhưng Sylas trả ngược lại một mạng khi mà anh ta hạ gục thành công Zyra. 4 mạng dành cho bên phía của team Tạc Giang và họ vẫn chưa muốn dừng lại, họ đang muốn tìm kiếm cú quét sạch với Kha'Zix. Nhưng Kha'Zix đang ẩn thân chi thuật ở đây, một cú quy lá đủ đam đến từ Tạc Giang, rất nhạy cảm. Rất nhạy cảm đến từ người chơi rừng của Lightning, và đây sẽ là chiến thắng dành cho team của Tạc Giang mà thôi. Một màn gọi là chào ranh tương đối là ấn tượng đến từ Tạc Giang. Một cú pentakill và giúp cho đội của mình có được chiến thắng ở phút thứ 31.